Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Ngày hôm nay đứng cạnh chúng tôi đó là một chiếc SUV cao cấp cỡ lớn, Volkswagen Teramon, vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10 này với mức giá là 2 tỷ 349 triệu đồng. Như vậy là chiếc xe này có giá tương đương với Toyota Land Cruiser Prado và sẽ cạnh tranh trực tiếp với cái tên rất nổi tiếng, đó chính là Ford Explorer. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng chiếc xe xem nó có cái gì hấp dẫn và có đáng tiền hay không. Xin được nói thêm một chút về mức giá và định vị trên thị trường. Mặc dù là có mức giá rất tương đương với chiếc xe Toyota Prado, nhưng mà chúng tôi đánh giá rằng giữa Teramon và Prado không cùng phân khúc với nhau. Trong khi Prado là một chiếc xe SUV truyền thống được thiết kế để tối ưu khả năng vận hành và sự êm ái khi mà di chuyển trên đường xấu, thì Teramon hay là Explorer lại là khung gầm liền khối và được thiết kế để tối ưu khả năng vận hành trên xa lộ và trên đường đẹp. Khi mà nhìn từ góc này thì chúng ta sẽ thấy là chiếc xe có kích thước cực kỳ đồ sộ và tổng chiều dài của chiếc xe này lên tới gần 5,1m, tức là dài hơn một chút so với Ford Explorer. Và một thông số quan trọng hơn đó chính là độ cao gầm. Độ cao gầm của chiếc xe này lên tới hơn 23cm, có nghĩa là tương đương với một số dòng xe bán tải và hứa hẹn là sẽ rất linh hoạt và cảm thấy thoải mái khi mà chúng ta di chuyển trên đường xấu. Vốn là một chiếc xe đồ sộ lại thiết kế theo xu hướng là vuông vức, chính vì vậy mà nhìn chiếc xe Teramon này trông lại càng đồ sộ hơn. Một số những cái chi tiết ngoại thất nổi bật phải kể đến đó chính là toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng là sử dụng công nghệ LED tự động hoàn toàn và điều chỉnh góc chiếu để phù hợp trong những điều kiện thời tiết hoặc là điều kiện tải trọng khác nhau. Rất tiếc là trên chiếc xe này chúng tôi không nhìn thấy đèn sương mù. Ở phía sau toàn bộ đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED và bên dưới là hai ống xả cân đối mạ chrome. Tuy nhiên hai ống xả này là mang tính chất trang trí, còn thực chất ống xả nó nằm bên trong. Bên hông xe thì chiếc xe này sử dụng kích cỡ la răng rất lớn tới 20 inch và lốp là 255/50 R20 và thiết kế của la răng rất to bản, tạo cảm giác rất khỏe khoắn. Và bên hông xe thì có cái đường cua lốp và có các tấm ốp bảo vệ để vừa tăng cái vóc dáng địa hình cho xe, vừa bảo vệ thân xe khi mà di chuyển vào những địa hình xấu. Ngoài ra, cánh cửa xe cũng được thiết kế phủ kín bao bô lê để khi mà chúng ta bước xuống xe thì trang phục sẽ không bị bẩn khi mà chúng ta di chuyển vào cái địa hình thời tiết xấu. Và cũng giống như đối thủ Ford Explorer thì Teramon sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và phía sau kiểu độc lập đa liên kết. Cả phanh trước và phanh sau đều là phanh đĩa tản nhiệt. Bên dưới capo thì Teramon sử dụng động cơ 2.0 lít tăng áp và công suất hay là sức kéo quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Như vậy là so với đối thủ Ford Explorer thì con số này cũng ở mức gọi là khiêm tốn. Tuy nhiên yếu tố mà Teramon vượt trội hơn đó chính là chiếc xe này sử dụng hộp số tự động tới 8 cấp và đi cùng với đó là hệ thống dẫn động 4 bánh biến thiên 4Motion. Hệ thống dẫn động 4 bánh biến thiên sẽ kiểm soát cái lực kéo ở từng cái điều kiện vận hành khác nhau để tối ưu hóa độ bám và tạo cái khả năng vận hành tốt nhất trong mọi điều kiện địa hình. Về trang bị an toàn thì theo thông tin chính thức, chiếc xe này có danh sách trang bị an toàn cũng ở mức gọi là vừa đủ thôi. Có thể kể ra một số trang bị an toàn, ví dụ như là hệ thống chống trượt khi tăng tốc, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khóa vi sai điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ đổ đèo và một số trang bị an toàn căn bản khác và có 6 túi khí. Chiếc xe Teramon mà cung cấp cho thị trường Việt Nam có hai phiên bản nội thất, đó là nội thất màu đen và nội thất màu nâu. Thì chiếc xe ngày hôm nay chúng tôi ngắm nghía được trang bị nội thất màu nâu. Khi mà ngồi lên thì Teramon cũng giống như tất cả các dòng xe Volkswagen khác, đó là thiết kế nội thất tạo cảm giác rất đơn giản, nhưng mà khi mà nhìn kỹ sẽ cảm thấy rất tinh tế và cũng đầy đủ. Và tất cả những cái vị trí mà chúng ta có thể chạm tay đều là những chất liệu mềm. Cả ghế lái và ghế hành khách phía trước đều điều khiển điện đa hướng. Riêng ghế lái thì có thêm bơm lưng và nhớ 3 vị trí. Vô lăng thiết kế thể thao kiểu đê cắt, nhưng chỉ có một điều đáng tiếc là vô lăng này lại không phải là bọc da. Trên vô lăng có rất nhiều những cái chức năng kiểm soát, ví dụ như là điều khiển kiểm soát hành trình, âm lượng, đàm thoại rảnh tay, menu và một số chức năng khác. Một trong những cái tiện ích nổi bật ở bên trong nội thất trên chiếc xe này mà chúng tôi cảm thấy cũng rất là ấn tượng đó chính là màn hình giải trí. Màn hình giải trí này có một cái tính năng độc đáo, đó chính là có thể kiểm soát bằng cách phẩy tay, ví dụ. Đó. Chúng ta không cần chạm vào màn hình. Có nghĩa là khi mà chúng ta lái xe trên đường, nếu như muốn kiểm soát một cái gì đó thì chúng ta chỉ việc phẩy tay. Rất là tiện lợi trong quá trình lái xe. Màn hình này có kích thước là 8 inch và có đầy đủ tất cả những kết nối, bao gồm có cả kết nối không dây và kiểm soát rất nhiều những chức năng của xe.
bên dưới là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Tiếp đó bên dưới đó là một khay sạc không dây. Khu vực điều khiển trung tâm thì bên cạnh cần số chúng ta sẽ nhìn thấy một cái núm xoay để điều khiển các chế độ vận hành. Và một tiện ích không thể thiếu đó chính là phanh dừng điện tử. Hàng ghế sau có thiết kế cực rộng và ưu tiên tính cá nhân hóa. Những cái vấn đề mang tính chất cá nhân, ví dụ như là để đọc sách riêng, dàn điều hòa riêng, cổng sạc riêng, cửa gió điều hòa riêng. Một vài cái tiện ích cao cấp khác phải kể đến đó chính là rèm chắn nắng và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và nếu trong trường hợp mà có người ngồi ở hàng ghế thứ ba nữa thì hàng ghế thứ hai này có thể trượt lên phía trước với biên độ trượt lên tới khoảng 20 cm. Và đây là cách mà Volkswagen thiết kế để hành khách ở hàng ghế thứ ba có thể ra vào. Chỉ cần một thao tác, rất rộng rãi, rất tiện lợi. Khi mà hàng ghế thứ hai trượt hết cỡ về phía sau thì người như tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba ở mức độ là vừa đủ. Một số tiện ích ở hàng ghế thứ ba phải kể đến đó chính là cửa gió điều hòa riêng, các hộc đựng chai nước và một cổng sạc 12V. Ở đây cũng có đèn đọc sách riêng. Khoang hành lý tiêu chuẩn của Tiraman cực kỳ rộng. Ngay cả khi mà sử dụng cả ba hàng ghế thì chúng ta vẫn có thể xếp được rất nhiều hành lý. Và để tối ưu không gian chứa đồ thì cả hai hàng ghế thứ hai và thứ ba đều có thể gập xuống thành một sàn phẳng lì luôn. Bên dưới này thì lốp dự phòng là loại nhỏ. Và trong không gian này thì còn có những cái khoang chứa đồ phụ để chúng ta có thể chứa những cái đồ rất ít khi dùng tới, ví dụ như là đồ cứu hộ chẳng hạn. Như vậy là chúng ta vừa mới dạo một vòng quanh chiếc xe SUV hoàn toàn mới ra mắt thị trường Việt Nam, Volkswagen Tiraman. Và quý vị đánh giá sao về trang bị hay là mức giá của chiếc xe này? Liệu nó có thể đe dọa hay là lật đổ ngôi vị của Ford Explorer hay không? Và lựa chọn của quý vị là gì? Xin hãy chia sẻ quan điểm bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.